Quý vị kính mến, và ngày hôm nay thì sự phối hợp giữa ban nhạc Huy Cận cùng với nhà dạp Phúc Hiên đã mang đến cho chúng ta một không gian lung linh huyền ảo. Đó là những gì tình cảm mà những người thực hiện chương trình chúng tôi muốn dành cho tất cả các thượng khách, đặc biệt là những đôi trai tài gái sắc trong thời gian tới đây. Và ngày hôm nay, một món quà mà nhà dạp Phúc Hiên muốn dành tặng cho cô dâu chú rể đó là các nghệ sĩ violon Thanh Thúy và nghệ sĩ saxophone Duy Phương cùng với Huy Keyboard sẽ mang đến chúng ta một buổi sáng ngày hôm nay với những tiết mục vô cùng lãng mạn và tràn đầy yêu thương để dành tặng tất cả mọi người. Và quý vị có thể dành cho những người nghệ sĩ chúng tôi những tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn và chúc mừng được không ạ? Trân trọng cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị.